các anh hay nhắn tin vô trong fanpage của em á là xem tất cả các sản phẩm, shop có bán những sản phẩm gì, thì bình thường em sẽ gửi với anh cái đường link website hoặc là cái đường link Shopee của bên em. Thì hôm nay để làm cho nó sinh động hơn, em sẽ show hết tất cả những sản phẩm em bán ngay trong clip này. Đầu tiên là em bán áo nịt ngực, thứ hai là em bán bản nịt ngực, thứ ba là em bán keo dán ngực, và thứ tư là em sẽ bán tất cả các loại quần xịt, quần boxer. Và thứ năm, cái này là trên thị trường cũng ít người quan tâm đến, ít đơn vị, ít người bán những cái sản phẩm mà nó uy tín chất lượng, thì bên em có, đó là Have Sex and Stand to Be. Thì cái này là cái sản phẩm mà để hỗ trợ cho các anh trong những cái việc nó hơi tới nhiều một tí xíu, thì em có để hình trong chậm đó. Và một cái sản phẩm nữa mà bên em vừa mới bán gần đây, đó là chuyên về giày cho tomboy, với từ size nhỏ cho đến size lớn cũng có luôn. Thì ok, đó là tất cả những sản phẩm mà bên Nguyễn Nguyên có bán. Các anh quan tâm sản phẩm nào thì cứ inbox ngay tại cái TikTok hoặc là comment tại cái video này luôn đi, rồi em sẽ tư vấn sản phẩm mà các anh đang quan tâm nha. Xin chào các anh.